Hello. Vậy con thôi, hello, chào mừng cả em quay trở lại kênh mình. Mà chúng ta cùng khám phá tựa đề game bản tin một số nào. Ok. Click is my command. Rồi, chúng ta sang the tunnel of love. It's me, SpongeBob. Really? Okay, chúng ta sẽ chọn người ta nhé. Đây đâu. Ok, mình sẽ phá cái này. Ok, lên trên ạ. Oh. Oh my god. What just happened? Đã trở lại đoạn đầu. Ok, xuống nào. Ok. Rồi, nhảy lên trên nào. No. Ok. Tiếp tục di chuyển vào cái xe này nào. Ok. Ok, tiếp tục. Rồi, nhảy lên cái này. Rồi, bắn vào cái này nhá. Ok, chúng ta leo sang đây rồi. Tiếp tục đến mấy thế này. Yippee!
chuyển. Và đoạn này chắc là chúng ta đã về đích rồi. Ok, đúng như vậy. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với game SpongeRun, game cơ bộ. Có kịp thời gian không? Ok, có đây nào, ba cái đĩa nữa rồi. Nó, chúng ta chỉ mất ba cái đĩa. Qua lần cửa này thôi và nó chậm so với đồ ăn mà những vị khách gọi. Ta quay lại tờ bản đồ nhé, đi về cửa hàng cũ nhé.
Ok. Rồi, đêm nay bơm chắc rồi. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, điểm nhập vào tiếp theo. Nó vào 111. Chúng ta sẽ đến với chủ đề game chung kết hero phần 2. Ok, bật điện lên nào. Rồi, tắt đi. Ok. Con là tên ma cầu, còn tên hạ tên con hải cầu.
Thôi là một con cá đâu. Người ta cho chiếc xe di chuyển chậm để cô gái này không thể ra. Ok, các bạn nhớ chiếc TV nào. Rồi, sau đó rút ra đây. Câu nha, chúng ta sẽ câu con cá mực cá mập với chuột. Ok, tiếp theo ta chuyển sang game SpongeRun nào. Rồi, đầu tiên nào mình sẽ mua thêm cái nọ. Ok, di chuyển nào. Ok, chúng ta đã qua là cái chỗ bây giờ. Ok, chỗ nào? Ta sẽ không ăn con ốc sên nữa. Nó di chuyển rất chậm. Is it me or is it starting to feel like this morning is endless?
Để sao nào. Looking good. Tiếp theo mình sẽ dẻo cái trái nhé. Chúng ta chạy trên các cái bó hoa sen. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với game Krusty nhé. Tất cả chỉ là một người hết. Ok, mãi được 3 tên, 4 tên thôi. Kiếm đâu ra những cậu người dân nào. Oh. Ok, chúng ta đang chạy một thành phố khá là lớn. Mình đang ở trên con đường chính đây. 21 người chúng ta đứng đầu. 30. Đọc tí thì chạm vào bọn màu hồng này là tỏi. Ok, và bắt nó bọn vàng nào.
chỉ huy của chúng ta vừa bị kẹt. Ok, tóm được hết cái bọn màu vàng rồi. Rồi, tiếp theo bắt bọn tím nhá. Đây rồi, chạy yêu. Ok, chúng ta đã bắt đầu đối đầu. Ok, còn 2 giây chúng ta đã kiếm được khá là nhiều. Ok, vậy là video ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở nhau sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Thank you for watching.